Cầu Cần Thơ, Tháp Eiffel, Quầy Dàn Cát, Nhà thờ Bác Tôn. Những công trình văn hóa kiến trúc đồ sộ đã được thu nhỏ bằng mô hình tâm trè. Và ít ai ngờ rằng tác giả lại là một chàng trai trẻ chỉ mới học hết lớp 9. Được một người anh chỉ một hai ngày đầu, từ đó về sau là em bắt đầu em tự làm hết. Các bạn mà mới tập vào làm thì các bạn chỉ cần mua những que tâm ở chợ, tâm xuyên ở chợ, và dùng keo 502 và kéo. Để hoàn thành một cái mô hình tháp Eiffel cao 1 mét thì em cần khoảng 2 ký tâm xuyên loại 2.5 ly. Rồi em dùng thêm 2 chai keo với giá tiền khoảng 70.000. Nếu mình muốn để cho sản phẩm lung linh hơn thì mình lắp thêm đèn LED. Cái thời gian ngắn nhất của em để hoàn thiện cái tháp Eiffel này là 10 ngày. Mà một ngày thời gian của em là khoảng 15 đến 16 tiếng. Tổng chi phí hết là khoảng 400.000. Bỏ ra 400.000 đồng và cả chục ngày tỉ mẩn, mỗi chiếc tháp tâm tre Vũ Linh thu về 4 triệu đồng. Đây cũng chính là sản phẩm khơi nguồn ý tưởng để Linh sáng tạo thêm nhiều mẫu mới, bắt đầu cho con đường khởi nghiệp của mình. Về cái mẫu nhà là khoảng trên 20 sản phẩm mà. Còn những cái sản phẩm về văn hóa thì em có sản phẩm quê dân cát, rồi đền thờ Bắc Tôn. Rồi bên cạnh đó thì em có làm thêm những cái cầu mô hình di văn, cầu Cần Thơ, cầu Cô Lãnh. Em muốn nhấn mạnh cái những sản phẩm tâm tre này gắn liền với những cái địa danh, di sản văn hóa của từng vùng miền để giới thiệu về văn hóa của mình đến có thể là khách nước ngoài. Khi mô phỏng các công trình nổi tiếng, Linh luôn tôn trọng từng đường nét kiến trúc cơ bản. Đặc biệt, những chi tiết được cho là độc đáo nhất, sự tương đồng phải đạt từ 80 đến 90%. Hiện nay, ông thầy trẻ còn truyền cảm hứng cho hai học trò mới. Họ cùng nhau lên ý tưởng thiết kế những sản phẩm nhỏ xinh, độc đáo theo yêu cầu của khách hàng. Anh Linh là chỉ cho em là những cái cách làm để rút ngắn thời gian và được cái tính tỉ mỉ của nó cao hơn. Hỗ trợ tiền xăng và tiền ăn uống cho mình đầy đủ. Không có lấy tiền ngoài ra thì tiền học phí anh không có nhận. Phát triển được cái nghề này có thể em tạo được điều kiện em dạy nghề cho các bạn ở địa phương có hoàn cảnh khó khăn hoặc là nghỉ học sớm, để các bạn có thể có một cái nghề ổn định để làm việc ở địa phương, không phải đi làm ăn xa. Có thể nói, thu nhập 7 triệu đồng một tháng không phải là quá cao, đơn hàng ngày một tăng cũng chưa nói lên được điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn, họ là những người trẻ dám theo đuổi đam mê, dám hướng đến lợi ích lớn lao từ những sáng kiến nhỏ. Cứ xây đắp ước mơ rồi sẽ thành hiện thực. Cũng như cái quán nhỏ này, thoạt nhìn đâu ai nghĩ chúng chỉ là những tâm trè.